Mình cũng không tưởng tượng, mình không tưởng tượng ra luôn đó. Đến cái đường như này, ông kia phải ra cho đi rồi, xong rồi thẳng sao kỳ vậy? Cái đoạn đằng trước. Bơ có nhìn được cái mẹ quay không? Con nó có ổn chứ hả? Nhìn mẹ lóa sáng lắm, không làm cái gì. Cuối cùng này cũng còn đỗ ở đây nữa cơ. Bao nhiêu người quay mình chứ chứ.